nhau, tô hình một em bé. Và em bé của mình thì đang cầm những cái hộp quà Giáng sinh rất là xinh như này. Và sau đây thì mọi người hãy cùng tô bức tranh này cùng với mình nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ tô những cái lá này. Chúng ta sẽ tô những cái hộp của mọi người. Cái hộp quà rất là
sinh. Thì mình vừa cùng với cả nhà tô xong bức tranh em bé và những quà Noel rất là xinh như này. Nếu như cả nhà yêu thích video tô tranh của mình thì mọi người hãy like, share và subscribe kênh cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tô tranh lần sau.